Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhà, huyện Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng chia sẻ với các bác một số phụ kiện và đồ chơi cho xe đạp. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em ship hàng đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Các bác mua hàng bên em thì các bác không cần phải đặt cọc gì cả. Nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Đấy, cái lô hàng hôm nay em bán thì toàn bộ nó là cái hàng vừa từ Nhật về tối hôm qua. Đấy, hôm qua thì em có làm cái video khui thùng rồi. Đấy, cũng có một số bác là gọi điện hỏi giá, hỏi sai mà em chưa trả lời các bác được. Đấy, để mong các bác cũng phải thông cảm cho em các bác nhé. Tại hàng vừa trong thùng ra em chưa check được giá. Cái này em phải check giá này, xong rồi em cộng cái tiền vận chuyển những thứ vào. Đấy, sau đó em cân đối, em bán ra cho các bác cái giá như thế nào, nó hợp lý nhất để cho các bác chơi các bác nhé. Đấy, bác nào hôm qua gọi điện hỏi giá mà em chưa trả lời được thì các bác thông cảm giúp cho em. Toàn bộ hàng em bán là em sẽ đăng video và công khai giá, công khai sai, tình trạng đầy đủ hết cho các bác. Rồi em sẽ đi vào chi tiết những cái mặt hàng hôm nay về em bán các bác nhé. Em sẽ đi vào em bán bi đan trước các bác ơi. Ở đây thì em đang có hai đôi bi đan MKS. Đây là một thương hiệu của Nhật các bác nhé. Đầu tiên là một cái đôi bi đan, nó có một cái hình dáng rất là lạ các bác nhé. Một cái hình dáng rất là nhạc lạ. Đôi này của em nó là hàng mới 100% luôn. Made in Japan. Mới nguyên hộp các bác nhé. Cái đôi này ở bên Nhật nó đang bán nên là rơi tầm vào khoảng 1,5 triệu các bác nhé. 1,5 triệu đôi này. Đấy, nhưng mà em bán cho các bác là chỉ có 1,350,000 thôi. Đó. Giá còn rẻ hơn là bên Nhật nó bán các bác nhé. Hàng mới 100% luôn. Đó. Để em đo kích thước. Cái đôi bê đan này nó khá là to. Cái chỗ to nhất của nó vào khoảng 9,1 cm các bác nhé. Chiều dài này. Chiều dài là 12,5 các bác nhé. Đó. Thằng này thì nó mượt lắm. Đó. Nó bạc đạn các bác nhé. Cái dòng này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Nó bền vô đối luôn các bác nhé. Made in Japan. Giá 1,350,000. Rẻ hơn cả bên Nhật nó bán các bác nhé. Đó. Rồi. Bên đây em lại có một đôi MKS nữa này. Đôi này cũng made in Japan luôn. Em sẽ đo này. Cái thằng này thì chiều rộng của nó là 6 cm. Chiều dài 12 cm các bác nhé. Đấy, chiều dài chỗ này thì nó vào khoảng 9,5 cm. Đó. Đôi này thì em để cho các bác là 1,2 triệu các bác nhé. Đôi này 1,2 triệu. Đó. Cái model này thì nó rẻ tiền hơn cái dòng này. Dòng này nó cao cấp hơn một chút các bác nhé. Đôi này để các bác 1,2 triệu. Hàng mới 100% đập hộp luôn các bác nhé. Đó, 1,2 triệu. Đấy, hai đôi. Rồi bên đây em đã có một đôi bê đan lóc cổ này. Đấy. Cái dòng này thì để các bác chơi sưu tầm này. Bác nào mà đang chơi xe cổ ấy, các bác sưu tầm những cái đôi bê đan này vào là nó rất là hợp luôn. Đôi này thì em để cho các bác 1,000,000 thôi. 1,000,000 thôi các bác nhé. Đấy, những cái đôi bê đan này mà em nói thật là nó hiếm lắm. Nó hiếm lắm. Thằng này nó bền vô đối luôn. Cái thân này của nó bằng nhôm các bác nhé. Bền vô đối luôn. Đấy, hình thức còn khá là mới. Cái này nó vừa về hôm qua em chưa có đánh rửa đâu. Nó cái màu trắng nhìn nó vậy thôi. Nhưng mà nó còn rất là mới. Thay thì cái trọng lượng của nó thì nó sẽ nặng hơn là những cái đôi bê đan đời mới bằng carbon các bác nhé. Thay nó bằng nhôm. Nhưng mà nó bền dã man luôn. Đôi này thì em để các bác 1,000,000. Đấy. Cái hàng này bây giờ nó gọi là vô giá các bác ơi. Đấy. Nó gọi là vô giá. Mà đối với em thì nó thật các bác là em cứ mua được cái giá mà nó hợp lý thì em lại để cho các bác giá hợp lý. Cái hàng này bán cho các bác là không phải lo bảo hành, bảo tỏi vì như kính như cái thứ. Nên là thôi cứ bán rẻ cho các bác về các bác chơi. Này hiếm lắm. Giờ tìm được đôi bê đan cổ mà mới như thế này là rất hiếm các bác nhé.
giá 1 triệu. Đấy, rồi bên đây em đang có một cái siêu phẩm, một chiếc yên Spendline Swood. Bác nào đang chơi Spendline mà cái màu sơn nó lại có tí pha màu đỏ nữa. Cái màu này hiếm các bác nhé. Màu rất hiếm luôn. Màu rất hiếm các bác nhé. Đấy, em đo sai rồi các bác này. Đo sai. Chiếc này thì nó dài 27.5. Đấy, chiều rộng. Chiều rộng của nó là 14 cm các bác nhé. Thằng này nó full carbon. Full carbon các bác nhé. Hàng bảo hành các bác chọn đời chính hãng. Hình thức còn rất chi là mới các bác nhé. Rất chi là mới luôn. Các bác lưu ý là cái thằng này cái gọng của nó là vuông. Carbon nên là gọng nó sẽ vuông. Đấy. Đây. Còn mới lắm các bác ơi. Đây, các bác nhìn cái gọng nó này. Hầu như là chưa có cái vết xước ở trên gọng các bác nhé. Chiếc này thì em để kỷ niệm các bác 3 triệu. Đấy. Màu này rất hiếm các bác nhé. Màu đỏ rất hiếm luôn. Để kỷ niệm các bác 3 triệu chiếc yên này. Đó. Rồi sang bên đây thì em lại còn bê đan nữa này. Đấy. Đây. Có hai đôi các bác ơi. Có hai đôi đây. Hai đôi này thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Cái dòng này nó là dòng Wengo. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhé. Dòng này nó sản xuất Đài Loan. Toàn bộ là trục bạc đạn hết các bác nhé. Trục bạc đạn. Cái thằng này thì nó mới nên là các bác cầm cái bạc đạn các bác xoay ấy, thì cảm giác nó hơi mịn một chút. Đấy, cái này các bác chạy khoảng tuần chục ngày. Đấy là cái bạc đạn nó trớn, nó mượt lắm. Đó, đây. Thằng này ngày xưa em đang làm xe bãi mà cái chiếc xe nào mà người ta gắn cái dòng bê đan Wengo này, em nói thật các bác là nó bền lắm. Xài nó sướng lắm. Đó, đây. Mới nguyên hộp luôn. Wengo. Cái này thì 1.350.000. 1.350.000. Chiếc này thì cái chỗ to nhất của nó đây, để em đo từ bên này. Đây. Đây. Của nó là khoảng 9,2 cm các bác nhé. 9,2 cm. Cái chiều dài cả trục nó là 12.5. Còn mỗi cái chỗ này nó là 9,5 các bác nhé. Cái này các bác nhìn ở trên thì nó là kiểu như là màu xanh nõn chuối. Nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó vàng hơn các bác nhé. Nó vàng hơn này. Đấy, 1.350.000. Thằng này bền vô đối luôn. Bền vô đối các bác nhé. Nó bền như thằng MKS của Nhật vậy. Đó, đây. Nói chung là những cái hàng mà em đã tuyển về em bán cho các bác ấy, toàn bộ là hàng nó phải có thương hiệu các bác nhé. Có thương hiệu và xuất xứ rất là rõ ràng. Đấy. Em không bán cái kiểu tào lao, cứ cái kiểu như là cứ bảo là mua ở bên Nhật về đấy, xong rồi bán cho các bác. Nó phải có xuất xứ made in. Đây, đây hộp đây. Đây. Hộp đây. Đấy, hàng Nhật sản xuất tại Đài Loan. 1.350.000 các bác nhé. Đó. Rồi. Ở sáng nay đây em có một cái siêu phẩm một đôi giày CD này. Đấy, CD thì em kết nhất là cái dòng CD mà cái khóa nó nằm bên hông đây. Nhìn nó rất là gọn. Chứ thực tế là cái CD short nó cao cấp nhất của thằng CD, nhưng mà em không thích cái khóa của nó nằm ở trên đây. Nhìn nó lù lù một đống rất là xấu. Đấy. Cái đôi này là đôi CD Genius 10. Đấy. Các bác nhé. Đây, khóa vàng này. Đó. Đó. Mới 100% luôn. Nó có hộp ấy. Nhưng mà anh em nó bỏ mất cái hộp của em đi rồi. Đôi này size 41 1/2. Các bác nhé. Chân 25,5 cm. Đấy, bác nào mà đang đi CD
mà đi 41 ấy, nó hơi kích ở bên hông một chút, thì các bác mua 41.5 thì cái lòng nó rộng hơn một chút các bác nhé. Đấy, chứ các bác đừng mua lên 42, mua lên 42 thì nó lại thừa mõm, nó lại thừa cái mõm các bác nhé. Nếu mà các bác đi 41 mà cái mõm nó đủ rồi nhưng mà cái hông nó hơi kích một chút thì các bác mua 41.5, các bác đi là vừa luôn. Đấy, đôi này form em thấy nó còn đẹp hơn cả CD short các bác nhé, made in Italia. Đấy, cái dòng này thì nó được mệnh danh là siêu bền rồi. Đây, sách vở đây. Đó, made in Italia các bác nhé. Đồ này thì em để cho các bác là 4.6 triệu. Đồ này giá ở thị trường Việt Nam mình đang bán tầm khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu một chút các bác nhé. Đấy, form đẹp dã man luôn. Chân 25 cm. Chân này thì các bác chân phải gọn gọn các bác nhé, các bác chân thon gọn chút, chân to bè là bác không đi được đâu. Đó, cái dòng giày thể thao là nó thiết kế là ở chân phải gọn để đi nó vừa, có nghĩa là cái chiều dài của cái bàn chân và cái chiều ngang này nó phải ăn khớp với nhau, với cái lòng của nó đi nó ôm chặt vào chân thì đạp nó bị không bị mất lực các bác nhé. Đấy, các bác chân to bè là các bác hơi thiệt thòi một chút, là mua cái dòng này đi là nó hơi khó. Nếu mà đi vừa ấy, thì là cái mõm nó lại thừa nhiều. Đấy, còn đi cho nó vừa đủ thì nó lại kích ở hai bên hông rất là khó chịu. Đó. Rồi bên đây em đang có một chiếc mũ Lima. Chiếc này các bác nhé, đây cái tem này của nó phản quang này. Đấy, tối mà ánh đèn nó dọi vào nó phản quang quá nhé. Đây, đấy, nó đột phản quang, nó đổi màu này. Đó, đẹp lắm. Thằng này nhẹ dã man luôn. Các bác đội cái mũ này ở trên đầu như kiểu không đội vậy. Chiếc này hôm trước em bán đâu 2.7 triệu đây này, 2.7 triệu. Nó là hàng mới nhưng mà thằng này thì nó xài lướt lướt rồi, nói chung là có đội vài lần rồi và nó vẫn còn đẹp như mới. Thằng này để xung quanh cái viền của nó bằng nhựa các bác nhé, nên là các bác không bao giờ các bác lo là nó bị móp. Nó không như là cái thằng bằng xốp, xốp ở dưới đây này. Đấy, các bác để, nói chung là nó rất là dễ bị móp và biến dạng. Thằng này thì nó rất là khó tại nó xung quanh viền nó bằng nhựa. Đây, điều chỉnh khóa ba đây quá nhé, điều chỉnh bằng đầu đây này. Đó, đó, nó nhẹ, nó sướng lắm. Đấy, chiếc này đời 2022 luôn. Cái size của cái thằng Lima này, đây các bác này, size của nó để em xem nào. Lima này, thằng này nó vòng đầu từ 57 đến 61 các bác nhé. Nó là size L của Lima đấy. Đây, Lima Italia các bác nhé. Đó, rồi chiếc này sẽ để các bác 2.2 triệu các bác nhé. Đẹp dã man luôn, đẹp dã man các bác ơi. Chiếc này không nhẽ thì em phải để lại em đội cơ mà. Em có hai cái rồi, một cái của mét, một cái của cát. Đấy, mặt Lima đẹp quá các bác ơi. 2.2 triệu. Nó nhẹ kinh khủng luôn. 2.2 triệu. Đẹp. Em kết nhất là cái tem của nó này. Tem này. Đấy các bác nghe nó. Đấy, nó sẽ đổi màu theo cái góc độ các bác nhé. Đấy. Đấy. Nói chung là quá ok quá. Bạn nào mua được chiếc này quá ngon luôn. 2.2 triệu. Rồi sang bên đây thì em đang có quần áo đây. Quần áo. Đây, cái bộ này là bộ Astana các bác nhé. Bộ này là bác nào đang chơi Spendline này. Cái này nó là phiên bản chính thức của đội đua Astana các bác nhé. Hàng chính hãng. Nó, cái thằng này chính xác ấy là em nhớ là anh Nhật anh ấy bán là anh ấy nói là cái bộ này nó còn chưa dùng luôn. Đây các bác nhìn cái mông của nó này. Chưa có một cái vết nào sờn các bác nhé. Đó, chưa có một vết nào sờn luôn. Đây, cái vai áo của nó đang trắng tinh luôn, trắng tinh luôn các bác nhé. Đấy, chiếc này made in Italia. Bác nào mua được cái bộ này quá ngon các bác ơi, quá ngon luôn. Thằng này thì nó số 2 này thì hình như nó là size S thì phải. Để em đo thực tế các bác nhé. Đây, bộ này em để được 3.6 triệu. Đấy, những cái phiên bản chính thức của các cái đội đua này là nó rất là hiếm các bác nhé. Đấy, thằng này thì cái nách
nách của nó là 44. Cái dài lưng của nó là 66 các bác nhé. Đấy, cái này thì các bác tầm độ khoảng 62 63 cân gì đấy. Người cân đối bình thường, không có bụng các bác nhé. Không phải là bụng bia các bác nhé, người cân đối bình thường. Đó. 1,6 triệu. Thằng này thì khóa của nó chỉ kéo đến đây các bác nhé. Made in Italia. Em lật sang bên đây. Bác nào mà muốn cho nó rộng rãi thì ví dụ các bác khoảng 55 60 cân mà muốn mặc nó rộng rãi thì vẫn cứ mặc bình thường. Còn muốn cho nó ôm nó đẹp thì tầm khoảng 62 65 cân gì đấy. Đấy. Đây có ba túi này. Nói chung là các bác mua những cái chiếc áo này để cho nó chính xác ấy, thì các bác giải ra xong là các bác đo như thế này. Đo như em đo này là chính xác nhất các bác nhé. Hoặc là bác nào mà đang mặc cái áo bình thường, áo phông bình thường mà size M, các bác mua cái này mặc là ok. Cái này nó tương đương với size M này. Rồi 1,6 triệu cả bộ các bác nhé. Đây này. Đấy, cái này các bác mặc lên thì đẹp thôi rồi luôn. Màu nó pha rất đẹp mà nó lại của Ý chứ. Bản đấy hiếm lắm các bác nhé. Ở đây là một chiếc Catterly. Nói chung là hôm nay em bán cho các bác toàn hàng hiệu thôi. Một chiếc Catterly. Chiếc này size M. Sản xuất tại cái gì đây? Bosnia. Size M. Thằng này nó vải nó co giãn rất nhiều các bác nhé. Co giãn rất nhiều. Size M, thằng này nách nó khoảng 67. Cái dài lưng. Dài lưng thằng này nó lại 64.5. Đó. Thì cái này các bác cũng tầm khoảng 65 cân. 65 cân. 65 67 cân gì đấy. Các bác nhé. Hình thức của nó còn khá là mới. Catterly. Chiếc này thì 900 các bác nhé. 900. Vải này là mát và co giãn rất nhiều các bác nhé. Co giãn rất nhiều. Đây. Đây, có một cái như thế này nên là bán rẻ cho các bác này. Cái thằng này ấy, là nó gấp nó để trong tủ, xong là cái logo của nó đây. Cái logo của nó lại nằm vào đúng cái vị trí này nên nó đang có dính một chút cái sơn của logo vào đây các bác nhé. Về cái này các bác giặt, các bác vò là nó sẽ bong ra thôi. Đấy. Nên là ví dụ là bác nào mà mặc xong ấy, mà gấp nó lại thì các bác tránh chỗ này, cái này nó sơn. Sơn ví dụ nó ở cái nhiệt độ cao là cái sơn nó sẽ bị dính ra cái chỗ khác. Đấy, hoặc là các bác treo nó lên. Mà các bác lưu ý những cái áo mà nó có cái chất vải này ấy, là các bác giặt ấy, là các bác giặt vào cái máy lồng ngang, máy giặt lồng ngang. Hoặc là các bác giặt tay quá nhá. Cho vào cái lồng đứng nó quay mấy lần là tan cái áo luôn các bác nhá. Đấy em lưu ý các bác thế. 900. Còn rất là mới các bác nhé. Còn rất là đẹp. Catterly thì nó rất là nổi tiếng. Và nó rất là đắt đỏ. Đấy. Tiếp tục là một thương hiệu của Ý nữa. Lần đầu tiên em gặp cái áo mà nó có cái phong cách trang trí nó đẹp như thế này các bác ơi. Đây là một chiếc GSG của Ý các bác nhé. Toàn bộ là chất vải co giãn và rất là mát. Rất là mát quá chứ. Chiếc này thì nó chắc là nó size M hay sao ấy. Đấy, chiếc này thì cái nách của nó là 45.5 các bác nhé. Cái dài lưng này, dài lưng của nó là đi 65. Đó, cái này thì các bác cũng tầm khoảng 65 cân. Còn rất mới quá nhá. Rất là mới, vải này. Rất là mát các bác nhá. Và co giãn nhiều. Đây, chiếc này thì 950.000, made in Italia. Các bác nhìn cái tem của nó này. Đó. Nó size S này thì của nước ngoài thì nó tương đương với size M của mình các bác. Bác nào muốn rộng rãi thì ví dụ đang mặc size S thì mua lên size M. Còn các bác mà đang mặc cái áo size S ấy, mà các bác lớn tuổi mà muốn mặc nó rộng rãi thì mua size M. Các bác nhé. Màu rất đẹp luôn. Ba túi này.
Cái này em nhìn nó mới như kiểu là chưa dùng vậy các bạn. Đây một cái nữa các bạn này. Hai cái này nó giống nhau các bạn nhé. Bác nào lấy một đôi này, có hai cái luôn. Lấy một đôi. Hoặc là lấy cho bạn này, làm áo đôi luôn, 950.000. Đó, cũng made in Italia. Đó, cũng size S luôn, hai cái này size giống nhau các bác nhé. Và nó mới như nhau luôn. Đồ mới như nhau, như trong cửa hàng ra. Phong cách trang trí cũng giống nhau. Đây. Đấy, quá đẹp luôn. Bác nào làm đôi này. Hoặc là có bạn mặc áo cùng size mà hay đi cùng nhau. Đấy, các bác làm một đôi, áo đôi luôn. Ở đây là một chiếc Oakley, thương hiệu của Mỹ. Chiếc này nó cũng là một cái chiếc áo có cái chất vải đời mới các bác nhé. Sờ vào đây nó mát lắm. Nó mát, nó mịn. Đây các bác này. Vải đây. Đấy. Chiếc này thì size M. Size M của Nhật các bác nhé. M của Nhật. Cái dòng này thì nó không có cái cổ. Đấy, cái này nó form đời mới các bác nhé, mà nó không có cổ. Size M này em thấy nó phải ngang với size L các bác ơi. Đấy, cái này thì 46.5. 46.5. Dài, ôi trời. Sao nó à, thằng này nó không có cổ nên là dài 62 các bác nhá. 62, nếu mà nó có cổ như mấy cái dòng kia thì nó phải rơi vào tầm độ khoảng 64-65 gì đấy. Đó. Cái này thì các bác chắc tầm độ khoảng 70 cân đổ lại các bác nhá. 70 cân đổ lại. Size M. Không, cái này thì chỉ tầm độ khoảng 65-68 cân. Các bác nhá. Đây. Vải. À, cái này nó cũng một bộ luôn các bác này. Đây, có cả quần này các bác nhé. Đấy, quần yếm. Đây, các bác này nhìn này. Đó, nó mới như chưa dùng luôn. Bộ này anh Nhật anh ấy nói anh ấy mua gần 6 triệu bộ này các bác nhé. Gần 6 triệu bộ này. Kinh khủng luôn. Dã man luôn các bác nhé. Đồ hiệu nó đắt lắm. Đây, cái quần này. Vải này. Nó là cả một cái miếng vải luôn. Cái này mặt nó sẽ bó sát vào đùi quá nhé. Mới như chưa dùng vậy. Cái này thì để cho bác 2.1 triệu. 2.1 triệu. Mới như chưa dùng quá nhé. Thằng này mặt thì nó sướng lắm. Sờ cái vải của nó. Với lại cái quần áo, cái quần hàng hiệu ấy là nó, cái bỉm của nó là nó mỏng. Nhưng mà mặt ấy là nó rất là thoải mái, rất là êm, nó không bị đau háng cái thứ nhá các bác nhá. Nó không như ba cái đồ vớ vẩn đâu. Cái bỉm nó dày cục lên ấy. Ngồi lâu nó rất đau háng các bác nhá. 2.1 triệu. Rồi, tiếp tục lại một bộ nữa các bác này. Đấy, bác nào lại có lại có cái bộ này mới đẹp. Đẹp miên man luôn. Đây là một bộ quần Lanlini. Made in Italia. Chiếc này nó cũng là size số 2. Đấy, chắc là nó cũng tương đương với size M đây. Đúng không? 45. 45. Đó, thằng này thì nó dài là 60-68 cả cổ. Đấy, cái này ví dụ như là em cao 1m76 mà cái size này là em mặc vào vừa này. Đó. Cái này thì các bác tầm khoảng 67-68 cân gì đấy. Ví dụ là các bác có chiều cao như em nhưng mà người thon gọn như em, và vai nói chung người em nó không to không nhỏ, người cân đối là mặc là ok. Còn rất là đẹp. Rất đẹp các bác nhé. Chất vải khá là ngon. Đây. Đấy, đây có ba túi này. Đấy, cái bộ này thì giá nó cũng mềm mại thôi, dễ chơi thôi. Mà các bác lại được cả quần. Đây, made in Italia. Đó, cái bộ này không biết là giá em để đâu rồi. Cái này thì để các bác 1.050.000 quá nhé. Bộ này dễ chơi mà đẹp các bác. Đấy. À, bên hông này. Đó. Bên hông này các bác nhé. À, cái bộ này là bộ của Willier các bác ơi. Bác nào đang chơi xe Willier này. Đó, Chiatina. Đây.
Cái này thì nó có một vài cái vết này nữa, nó cái gì nó bám vào chứ không phải là nó bị gì các bác nhé. Đây, mông còn rất đẹp. Đấy. Cái bỉm của nó sờ rất là sướng các bác nhé. Nó mỏng mỏng thôi nhưng mà ngồi nữa nó êm lắm. Đấy. Đấy, đây. Rồi. Đấy, em vừa quay chi tiết một số cái mặt hàng mà hôm nay em bán. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em một số điện thoại là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo. Các bác cứ cho em địa chỉ số điện thoại thì em ship hàng, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Rồi em cảm ơn các bác ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.